Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Outlast. Ơi, fuck you. What? Oh, mình ở đây. Hôm trước mình đến đoạn này. À, cái đoạn này anh nhớ. Mày tuổi tôm so với anh mày, hiểu chưa? Ok. Chúng ta quay ở đây. À ha. Lại cái trại điên nào nữa đây? Fuck. À ha. Không mở được. Anh rất xin lỗi, anh rất muốn giúp chú nhưng mà chú... Ôi, giật cả mình. Mày làm cái gì vậy? Thằng nào đây? Thằng bảo vệ nào đấy? Ô, mình lên đây rồi đúng không? Ok. Nurse. Nope. Anh không phải là y tá, rất tiếc cho chú. Vạn. Ôi, ôi. Mày làm gì đây? Mày làm gì đây? Chết đi. Mày nghĩ mày là ai? Mày chưa đủ tuổi. Ok. Mình có thể đi qua đây. La la la. Ok. Mình nhảy ra sang kia đúng không? Cái đệt. Are you fucking kidding me? Đùa mình à? Oh hello. Chào buổi sáng. Vẫn là thằng đấy, có vẻ thân với mình nhỉ? Nó hay đi theo mình. Ha ha. Ôi. Thằng này ghẻ đâu à? Ôi, nope. Ok. À, mình phải đi kiểu gì đây? Khó đấy. Không đơn giản đâu. What I bet? What are you doing? Ok, xem nào. Ok, ho. Aha. Oh, có cái gì đây? Có gì đây? Yeah, boy. Oh. Mày làm gì đấy? Ok. Anh xin nha, goodbye. Mọi thứ tốt hơn mình dự kiến. Mình có đi được vào đây không? Oh fuck. Inactive, tất tiếp mình không đi được đường đấy. Cửa này không mở được. Ok, biết ngay mà. Cái... Mà tất cả các cái cửa trong này gần như là để trưng. Trừ khi nó được mở sẵn rồi. Ok, đứa nào ỉa đùn ra đây à? Hoặc là ói. Tốt hơn là ói. The fuck? What the f... Ôi! Anh ơi! Ow! Tự nhiên mình bị ăn đòn. Ra phải nhảy ra đoạn này. Cái đệt. Thế đấy. Đời đấy. Ơ kìa. Đệt. Hello. Ghét quá, fuck cái đoạn này. Chỉ tại thằng mặt lìn kia đá đạp mình xuống. Ok. Đập ít thôi cái bọn điên này, rất hết cả đầu. Chúng nó đúng là bọn điên. Chúng nó đứng là bọn điên chứ không phải là mình không có. Ok. Ok. Ok, mình có thể đi qua đoạn này được rồi. Giờ mình phải để ý cái thằng khốn nạn kia. Ôi. What the fuck? Ok. Ha ha. Cái đệt. Fuck the shit. Fuck. Cái đờ mờ đó chứ. Mày bị điên à? Tất cả những đứa nào ở trong này đều điên hết. Mình quên mất mình nghĩ gì nhỉ?
Ok. Mình có thể trốn được dưới giường mặc dù chả cần thiết lắm. Ô, lỗ, lỗ, lỗ. Ok. Mở cửa ra. Mày ra khỏi đây sao mày không ra? Ô, ngu này. Mình không thích chỗ này một tí nào cả. Ô, đi theo vết máu, đi theo vết máu, chuẩn rồi. Mình sẽ đi ở đây. Kinh vãi. War Raider là cái gì? What the fuck? Mình có thể trốn ở trong này. Vậy sắp bị đuổi bắt à? Mình không thích thế tí nào cả. Đây là xô máu, ok. Cửa này bị chặn, ok. Có đường xuống này. Đừng bảo thế nhá. Mình không thích bất kỳ một chỗ nào liên quan đến cống. Fuck this shit. No. Không thích cống đâu. Nope. Ok, mà tập trung. Mình đi đúng đường rồi, giờ mình phải kiếm đường đi ra khỏi cái chỗ này. Yeah, wow. Ok. Ít nhất thế là ngon hơn là. Ok. Tốt hơn là mình nên ở dưới này vì ít nhất là còn có tí sẽ ánh sáng. Bên kia tối tăm mịt mù, xong rồi một lũ điên kia nó hét vào tai thì cũng mệt lắm. Ok đâu. Cái gì đấy? Mình không thích cái thứ vừa bay qua tí nào đâu. Cái túi à? Nó bay vào đây, mình có nên vào đây không? Hello nhỉ. Fuck the fuck. Cái new objective nó lên. Chỗ này đầy nước, mình không xuống đây được. Nó yêu cầu mình xài hết nước đi. Mệt phết đấy nhảy. What? Cái gì kia? Cái đống to thù lù gì kia? Lại là nó. Lại là thằng béo bệnh này. Shit. Run! No! I agree! Thế đấy, fuck. Ok, vậy là mình nên kiên nhẫn một tí. Ok, bình tĩnh lại nào. Push the water. Ok. Nó nhảy xuống như siêu xây ra ấy. Mà có khi nào nó là siêu xây ra thật không? Tại sao siêu xây ra thì đến kìm tìm mình? Trông nó giống siêu xây ra lắm ấy. Không biết mình có xúc phạm siêu xây ra không, nhưng mình thấy nó giống sống siêu xây ra thật đấy. Và cái võ không thâm hậu của nó nữa. Mình có đường nào mình đi không? Cái này giờ cái máy camera hoàn toàn vô dụng rồi. Chả để làm gì cả. Ô, có đường đi đấy. Phải đường này không? À đúng rồi, đường đi. Ôi chê. Ok, mình có thể chui được vào đây, mình quên mất. Nhưng mà chỗ này không đi được. Quay không? Theo mọi người, mình có nên đi ra không? Mình không nghĩ mình nên đi ra thì nào. Kia có đường đúng không? Nên đi ra không đây? Zolo! Zolo! Ok. Mình không biết là mình đang đi đâu cả, nhưng mà Zolo! Ok. Zolo nhiều lúc cũng có hiệu quả phết. Có gì hot ở đây không?
Không có gì cả, ok. Giờ mình sẽ xoay cái này à? Xong rồi. Oh yeah. Wood. Nope. Cái tiếng tiếng kèn nó đang đến đây à? Nope. Anh ơi, không, không. Ồ, đúng rồi, đúng tủ bên đấy, đúng rồi đấy. Chuẩn đấy, chính tủ bên đấy đấy. Đúng rồi, giờ đi ra đi. Không, anh ơi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Thật. Ồ, cho em một cơ hội sống anh ơi. No, no. Chui vào đây. Không chui được. Nope. Chui vào. Mày không vào được ha 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 ha. Mày nghĩ cái thằng bự con như mày làm được cái gì? Mày nghĩ bản thân mày làm được cái gì ở thằng ăn hại? Mày chả khác gì một đống thịt thừa. Nó chả khác gì một đống thịt thừa. Nó như kiểu, ồ, thằng này nó đi đâu rồi nhở? Đến cái cống này phát, ồ nó đi đâu rồi nhở? Thôi quay lại. What the f. Rõ ràng nó nhìn thấy mình chui vào cái cống. Nhạc sợ quá, fuck. À chắc tại mình ở gần con quái vật. Giờ còn một cái nữa, hình như ở cái chỗ nó vừa đi vào. Nhưng mà mình không biết là. Ồ, thằng ngu. Ồ. Em ơi đi tiếp đi. Đúng rồi. Mày đứng đấy mày canh chuồng à, thằng bẩn tưởi. Giờ đứng nó canh chuồng mới nhục chứ đấy. Đúng rồi, đi vào đấy đi. Ở đây đi em. Nhầm đường. Fuck this shit. 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 Fuck this Không làm gì được. Well, shit happened. Deal with it. Khờ khờ. Nó đi đâu rồi ta? Anh ơi, đừng đấm em có làm gì anh đâu. Về tạm thời mình có thể an toàn ở trong này một tí. Không một, không có hai tí đâu, một tí thôi. Fuck, FPS lại tuột. Ôi rồi lại sắp hết pin rồi. Shit. Đó, đi rồi. Con nhân mình chui kiểu cống này. Cái đây là phân à? Hay là đá đất? Mình mong là đất đá thôi. Ok, mông to. Ok. Đúng rồi, đi đường đấy đấy. Đúng rồi, em đi đường đấy đấy. Chuẩn đấy.
ส่วนนั้นGet the fuck out of here. Ok, chúng ta hết nhiệm vụ, chúng ta có thể té. Té. Ok, đúng rồi đấy. Xuống đi. Yeah. Lại boss. Ngon đấy. Tan 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 tan. Oh. Oh fuck. Hello.Ok, mình không... Chết dở rồi đây. Chết dở rồi đây này. Mình không tin tưởng mấy cái chỗ đó. Aha. Ok. La la... Fuck you. Bây giờ cái ống nó cũng dọa mình. Ok. À đã...Mọi người có thể cho mình một cái gợi ý xem có nên đi tiếp hay không? Hello. Bạn trẻ nào vừa ngó mình có đó. Giờ mình cần từ từ tắt cái này. What the fuck? Có chém nhau à? What the heck?Ok, mình có thể đi ra khỏi đây được rồi đấy. Hết nhiệm vụ ở đây rồi đấy. Fuck this shit. I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know him, right? Dr. Varrican. He died before he even started working here. Mm-hmm. Ok. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? Anh không có thời gian ngồi nghe chú nói. Rất tiếc.Chú có thể tán dóc với cái tường. Trong lúc đấy anh sẽ đi kiếm. Không, mình có thể đi xuống đây, nhanh lên. Thế nhiệm vụ rồi sao không xuống? Ok. Haha, ok. Ngon lành rồi đấy. Oh. Máu. Tốt, 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 tốt. Máu là tốt. What female, whatLà nhà vệ sinh nữa. Hơi chạm rồi, ok. Rốt chân mình không lên sang mình đây. Fuck you. What the fuck man. Có con gì đang bơi bơi kìa, phải không? Còn đấy con đỉa hay con gì đó. Con gì nữa đây. Fuck. Ok.Mình nghĩ gì ấy nhỉ? Ok. Xem nào có gì hot không. Hello. Cái gì kia? Cái lồng bàn gì vậy? Cái lồng bàn gì này? Oh fuck Trần. Ok. 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 Mình nhìn nhầm, mình cứ tưởng pin. Mày không tóm chân tao đúng không? Ồ không, mày mất đầu rồi. Haha. Haha. Mày không có đầu. Oh yeah. Oh. What the fuck?Cái lồng bàn gì thế? Nope. Ôi, cửa không mở được. Fuck yeah. Tuyệt vời. Chúng ta lại phải chui vào cái ống cống. Mình mà là thằng này thì mình đã thọt từ lâu rồi. Thọt với ói hết cả ra chứ làm sao nữa. Mình vẫn thắc mắc tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa ói. Ok. Shit. Aha.Ai không? Khiếp thối thế. Chỗ... Mình nghĩ gì nhỉ? Chỗ này cống à? Không thối mới lạ. Hello. Có ai chào đón mình không? What? 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 Ok, lên nào. Lên là lên là lên là lên. Lên nóc nhà mắt con gà. Ok. Có gì hot ở đây không? Cái này là cái gì? Ok, can sữa. Mình rất thích uống sữa nhưng mà có lẽ sữa đây...Ô, cái gì kia? Ô, ô. Pin. Fuck you, pin. Anh xin. Ok. Tại sao cái camera thì không hết pin mà khi dùng đèn nó mới hết pin nhỉ? Lạ thật. Mình dùng gần như là... Ok.
Tiếng gì đấy? Đừng có dọa nhau kiểu đấy nữa. Khổ. Ok. Lên nào. Lên là lên là lên là lên. Ok, chỗ này có cầu thang này. Tối tăm vãi. Tối tăm thật đấy. Không đùa đâu. Làm mình nhớ mấy con quái vật. Mấy cái chỗ này làm mình nhớ mấy con quái vật nước ở trong Amnesia. Oh, hello. Chú không vồ vào anh chứ? Ok, có lẽ là thế. La 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 isa. Ok. Toàn nước là nước. Mình không đứng lên được nữa à? Oh, oh, cái đẹp. What the fuck? Cái lùng bàn gì vậy? Ok, lên nào. À ha. Ồ, giải sắp hết pin rồi. Ồ, hô hô hô. Có tí ánh sáng thật là tuyệt vời. Mình xin nhá. À ha, có pin không? Rất tiếc đời không như mơ, tình không như thơ. À ha, lời lời lời. Giờ mà gặp thằng nào nữa thì thôi, đời mình cũng quá đẹp luôn. Không đi qua được. Shit. À đây có cái lỗ đây rồi. Ok. Ngon. À ha. Có đường nào lên không ta?